Alo, chúng ta điểm danh hết cho các bạn nhé. Lê Đức Long Vũ, Có Nguyễn Quốc Long, Quốc Long có không nhỉ? Đỗ Đức Triệu, em có Nguyễn Huy Bách, Nguyễn Danh Linh, có La Ngọc Tín, có Vũ Nam Hải, có Vũ Trần Minh, số lần truy cập mình có Trần Gia Việt Anh. thì chúng ta truy cập về trang Justrise Trần thì Gia Việt có Anh lên có trong không nhỉ? là năm thì khi chúng ta quay về trang chủ thì nó cũng phục hồi với sẽ Trương Quang Phước, truy cập với trang tôi có Phan Tất Duy, có Cha Công Phú, em có Nguyễn Văn Hiếu, Phạm Quang Minh, Lê Việt Hoàng, Đặng Minh Sáng, Nguyễn Thị Ngọc Hà, có Dương Thành Long. Dương Thành Long có không nhỉ? Lê Sơn Hải, Nguyễn Thị Hoàng Yến, Nguyễn Anh Tuấn, có Trần Anh Hoàng, hoàng có hoàng có Nguyễn Thành Toại, có Nguyễn Ngọc My, Trần Tiến Anh, có Nguyễn Ngọc Anh. có Rồi, để chúng ta dừng ở đây nhé. Tiến Chào các bạn. Anh có hai vậy, Ừ, sao em? Tiến Anh của em số 2 vậy, và em quên nói. Rồi. Cảm ơn. Rồi, chào các bạn nhé.